Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hôm nay các tay đua sẽ bước vào chặng 21, chặng đua vòng quanh thành phố Cần Thơ, cự ly 48 km. Và với sự cổ vũ, ủng hộ cuồng nhiệt của bà con xứ Tây Đô, đây là một chặng đua mà người hâm mộ sẽ tiếp tục kỳ vọng các đội đua đến từ miền Tây Nam Bộ sẽ tỏa sáng. Người ta không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định làm điều gì đó. Tính quả quyết mang về thành công cho hai đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Đồng Nai ở vòng đua thành phố Cần Thơ. Thực tế, các máy kéo của Tập đoàn Lộc Trời và gạo hàng Ngọc Trời An Giang đã không phải bỏ sức bắt các cuộc tấn công chặng này, nhưng vẫn gặt hái được những thành quả mỹ mãn. Điều đó đã diễn ra như thế nào? Đầu tiên phải kể đến cú nhấn bàn đạp bất ngờ của Nguyễn Hoàng Sang đội Đồng Nai, giúp anh thắng điểm thưởng dọc đường đầu tiên và tích lũy 3 giây thưởng. Tay đua sinh năm 1993, nhạy bén bắt động thái của đợt tấn công tiếp theo, tiếp tục giữ nguồn chân cao để nhập vào top đi đầu mới. Tình thế rất là may mắn cho Sang khi xuất ra một cái nhóm tất cả là toàn là vận viên mạnh và đa số là vận viên ngoại binh đều đồng lòng đưa với nhau, nên đã tạo ra một khoảng cách rất là lớn. Khi mà tạo ra khoảng cách cho một phút thì tất cả các vận viên đều muốn duy trì cái top đó để về đích. Trong nhóm này, Eagle for Love của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, Vladislav Duinov của New Group, Javier Perez đội nhựa Bình Minh Bình Dương, tay đua của Kenda Đồng Nai, Eden Nebat Bingunzarai, Loic Deschuyak của Dược Domesco Đồng Tháp đều nhắm đến chiến thắng và hạng nhất đồng đội chặng. Sự xuất hiện của Peter Rikunov đảm bảo khoảng cách giữa áo vàng và các đối thủ trực tiếp sẽ không đổi. Có thêm Lê Ngọc Sơn, Tập đoàn Lộc Trời đứng trước cơ hội gia tăng cách biệt ngôi nhất đồng đội. Đồng Nai có mục đích họ là muốn đánh vào 10 hàng đầu. Đội Tập đoàn Lộc Trời thì có vàng đó nằm đó để bảo vệ cái thành tích của đội. Còn đội thành phố thì có thể họ tấn công đi để kiếm hàng chặn của ngày hôm nay. Nhưng đội thành công nhất trong màn tách tốt chất lượng này phải là Đồng Nai. Với Nguyễn Hướng và Eden Ebat, đội của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú có được hai mũi nước rút chất lượng. Riêng Nguyễn Hoàng Sang là mục tiêu giành hạng 10 từ Võ Thanh An của đội 620 Châu Thế Vĩnh Long. Khi thấy Nguyễn Hoàng Sang bước đi trước, đội đã tập trung vô kéo vào anh Sang liền. Nhưng mà lực của đội giờ hiện tại giờ chỉ còn có 6 thành viên thôi. Thâu vô được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ vô anh Nguyễn Hoàng Sang thì không nổi. Tốt trên đồng lòng, trong khi đoàn đông, ngoài các tay đua Vĩnh Long thì không đội nào có lý do để nỗ lực tăng tốc. Tập thể An Giang tự tin vào kinh nghiệm của Lê Ngọc Sơn và năng lực vượt trội của Peter Rikunov. Nhất là khi tay đua đang giữ áo vàng, rất có duyên trong những vòng đua ở cúp truyền hình năm nay. Một thoáng mất tập trung khiến cho 620 Châu Thế Vĩnh Long và ekip Đồng Tháp rơi vào một cuộc đực đổi mà họ không thể nào kiểm soát được ở cả nhóm trên lẫn nhóm dưới. Khi còn cách đích chỉ khoảng 13 km nữa thì nhóm đi đầu với toàn những chuyên gia đi nước lớn hàng đầu của cuộc đua hoàn toàn có thể nghĩ về màn cạnh tranh nước rút ở đích đến chỉ với riêng họ. Rikunov lần thứ 2 đánh bại Nguyễn Hướng, có được chiến thắng chặng thứ 9. Anh chính thức bỏ xa Eagle for Love trên mạng tổng sắp cá nhân với cách biệt hơn 5 phút. Tập đoàn Lộc Trời củng cố hạng nhất đồng đội trước Vinama với khoảng cách 4 phút 15 giây. Thầy trò Lê Thành Liêm, chàng này chọn không làm gì là cách bảo vệ áo vàng hiệu quả nhất. Sự quả quyết giúp tập thể Đồng Nai có được chặng đua ấn tượng. Nguyễn Hoàng Sang chỉ còn kém vị trí top 10 bảng tổng sắp cá nhân của Võ Thanh An 5 giây. Giống như các vận động viên khác, một ngày đi đua của tôi bắt đầu từ rất sớm. Chặng hôm nay tôi thức dậy lúc gần 6 giờ sáng, còn các chặng đường dài thì 5 giờ sáng. Sau đó tôi ăn sáng và lựa chọn của tôi chắc chắn là cơm. Có lúc là cơm không hay cơm với trứng, gà kết hợp với các loại ngũ cốc. Sau ăn sáng thì tôi sẽ đến chỗ tập trung, điểm danh và thư giãn. Tôi luôn thích thư giãn với âm nhạc, nghe nhạc và nhún nhảy chút để tinh thần sảng khoái và thư thả. Tôi sẽ đưa cơ thể vào trạng thái hoàn toàn thoải mái. Thưởng thức chút kẹo để nạp thêm đường, đảm bảo năng lượng cần thiết. Trong lúc đó, tôi sẽ trò chuyện với các đồng đội, thường là những câu đùa vui ngoài đường đua.
Khi gần đến giờ xuất phát, tôi sẽ gặp và trao đổi với huấn luyện viên về chiến thuật cũng như mục tiêu trong chặng đua ngày hôm nay. Và sau tất cả thì sẵn sàng xuất phát. Ngay khi hoàn thành chặng đua thì việc đầu tiên là nạp protein shake. Huấn luyện viên Liêm sẽ chuẩn bị cho tôi từ trước và ngay khi về đích tôi sẽ uống ngay để bù lại năng lượng tiêu hao. Bởi vì tôi không thường ăn thịt và thay vào đó tôi dùng sinh tố protein để hỗ trợ hồi phục cơ bắp cho đôi chân. Sau đó nếu chiến thắng, tôi sẽ lên bục nhận thưởng và đó là một ngày đua bình thường của tôi. Nhưng tại Việt Nam thì nó không chỉ kết thúc như thế. Một ngày đua thường khép lại với những bức ảnh lưu niệm cũng như sự ủng hộ, động viên của rất đông khán giả, người hâm mộ. Mọi người luôn nở nụ cười trên môi, rất thân thiện và nhiệt tình. Một nét đặc trưng ở nơi đây, người dân Việt Nam rất yêu xe đạp. Điều đó khiến tôi quên đi mệt mỏi sau chặng đua và vâng, thực sự rất hạnh phúc khi nhận được những tình cảm ấy. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Dù còn nhiều luyến tiếc nhưng mà ngày mai thì cái tay đua của chúng ta cũng phải tạm biệt thành phố Cần Thơ để hướng đến thành phố Long Xuyên, An Giang trong chặng đường dài 83,4 km. Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thiên Quyền S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.